Chắc hai vị có nghe tới Bá Thiên có ngọc hộ mạng, đao kiếm không đụng tới được, còn chủ soái hớn có tài đọc được hộp xí ngầu, đoán được tài xỉu. Thấy ghê không? Mấy người đó đều thân với nhà trọ Bình An ở đây. Hâu! Dạ. Lại biểu. Dạ. Mày đi cho mời chủ soái hớn với chủ soái Bá Thiên về đây. Nè. Dạ. Chạy đi lẹ mời hai ổng về đây, rồi sau đó còn đi mua thuốc nữa đó. Sao mình không mua thuốc luôn một lượt? À, tao quên. Lỡ rồi, để tôi luôn đi. Có gì trừ vô tiền nước luôn ha. Đa tạ hai ông. Đi nhanh đi rồi còn về. Ông ơi, về rồi. Mày đi đâu lâu dữ vậy mày? Nghe nói có Bá Thiên nữa, cho nên ông hớn biểu con chờ để ông sửa soạn đàng hoàng. Rồi Bá Thiên đâu? Bá Thiên á đang bận bàn bạc với thuộc hạ. Ông kêu là mang ngọc qua trước, sau đó ông qua sau. Nhưng bây giờ con đi mua dầu. Sao nãy mua luôn? Giữ viên ngọc của Bá Thiên, con biết là ngọc quý, con nào dám la cà. Thằng này. Thôi rồi, ông đừng có la nó, tội nghiệp đó. Nhưng mà. Đi đi con, đi. Thôi được rồi, chắc là tôi phải ra tiệm dầu coi sao. Chứ tại sao giờ này nó chưa về nữa? Đúng rồi, tôi về liền nha. Ông đi thì ông đi lẹ đi, ông cứ đứng đó ông cứ chết với tôi, chờ tôi về tôi mệt ghê luôn. Có gì nào có chút bạc lẻ cho tôi mượn được không? Tiền á? Bởi vì ở đây tôi bạc lớn không hả? Tôi... nè, thêm nén nữa đi. Tôi về liền nha, chờ tôi nha. Thằng quỷ sứ này. Nếu như mà hai cụ có ý định chờ ông quay về á thì thôi bỏ ý định đi. Ông không quay lại đây nữa đâu. Là sao? Không có về hả? Nó tính bỏ luôn cái quán này hả? Ở đây con mới là chủ á. Ủa? Vậy nãy nó là chủ, sao mày không chịu nói mày nó thích vậy? Thì con thấy mấy cụ nói chuyện vui quá trời mà. Tiền bạc mất hết trơn rồi đấy.